Quỳ Hồng, huyện Quỳ Phụ, tỉnh Thái Bình. Và đây là một cái nơi mà chuyên cung cấp hoa đào và quất trong mỗi dịp Tết đến. Các bạn có nhìn thấy ở đây là rất là nhiều quất này, đào nữa. Đào thì ít, ngày trước đây thì đào vẫn còn rất là nhiều lá, nhưng mà còn gần một tháng nữa đến Tết nên là các bác nông dân đã bắt đầu là vặt lá để cho đào bắt đầu đâm chồi nảy lộc, để hoa có thể nở vào đúng dịp Tết. Có rất là nhiều gốc đào nâu năm, đào đủ thể loại, đào thế này. Wow, quá trời đẹp luôn. Bên cạnh đào thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy có rất là nhiều quất, quất thế được uốn hình đủ muôn hình vạn trạng, rất là đẹp. Còn gần một tháng nữa mới đến Tết, tuy nhiên thì tôi cũng thấy quất ở đây bắt đầu chuyển sang màu vàng rồi. Không biết là quất có đủ để đảm bảo đến Tết thì sẽ chín. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những gốc quất 1 năm tuổi hoặc là nhiều năm tuổi, đủ mọi tư thế và hình dáng. Xa xa tôi thấy có một bác nông dân vẫn còn đang cặm cụi làm việc. Chúng ta hãy cùng qua để phỏng vấn xem là bác đã chuẩn bị như thế nào cho vụ Tết sắp tới nha. Cô ơi, cô vẫn chưa về à? Cháu đang làm một video giới thiệu về quất ở làng mình. Ông Đương ơi, kìa giờ chú ra đây, chú nói chuyện. Ông Đương ơi, ra có người quái đây. Cháu đứng đây là chú nói chuyện. Dạ. Chào chú. Chú ơi, cháu đang làm một video giới thiệu về cái đồng cánh đồng quất với đào của mình trong Tết, dịp Tết sắp tới đấy. Thì cháu có thể hỏi một chút là cái gốc quất hiện tại là bên nhà mình đang trồng đây là được bao nhiêu năm tuổi rồi? Cái này là mới có 2 năm tuổi thôi cháu. 2 năm tuổi à? Vâng. Mới có 2 năm tuổi. Dạ. Đấy, nên nói chung là chú là năm nào chú cũng là mấy xào. À thì đây là xào quất, là quất ăn năm nay là 2 năm. À. Thế còn cái quất mà quất trượt của chú là vẫn để trên kia là 200 cây nữa. À. Đấy. Thế còn đào thì hiện nay là chú cũng gần 200 cây. À thế ạ. Nhưng đào của chú ở dưới. Thế nhưng tôi cứ quay đấy cũng được. Rồi. Thế chương trình là cái quất của chú là giờ là mới đang buộc. Dạ. Thế chú ơi, như cháu thấy là quất ở ruộng nhà mình nó cũng vẫn còn hơi xanh ấy. Thì liệu trong vòng hơn một tháng nữa chuẩn bị đến Tết rồi thì nó có kịp chín không ạ? Có chứ. Bây giờ hiện giờ là đang có màu vàng đấy nhá. Dạ. Giờ hiện đỏ đuôi, nếu chín ngay bây giờ thì đến Tết nó sẽ rụng hoặc là chín quá. Vâng. Như thế này là Tết nó vừa đẹp. Dạ. Đấy. Tức là nó vừa hết cái màu vàng nó chuyển sang màu đẹp. Đã sang hết cái màu đỏ rồi thì lại sang màu thẫm. À thế là ra. Như thế này là vừa. Đấy, chứ không phải là sớm đâu, không phải muộn đâu. À thế ạ. Thế nó có bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết không? Ví dụ nếu mà thời tiết mà nó cứ nắng đẹp như này thì có thể là Tết nó sẽ kịp chín. Thế ví dụ thời tiết mà nó chuyển sang ví dụ như lạnh hơn hoặc là nó mưa thì sao ạ? Riêng cái quất thì rất là dễ. Ví dụ như là thời tiết rét cũng vẫn được. À thế mà ạ? Nóng cũng vẫn là được. Vâng. Không, nó hiện giờ đã đỏ đuôi. Dạ. Thế như riêng về đào thì có thể là rét quá thì nó có thể là nó không thể nở được. À. Nhưng nếu đào mà ấm sẽ nở nhanh. Vâng. Như thế. Riêng cái đào nó khác, còn cái quất này thì cháu yên tâm là cái quất này là vừa, không xanh. Vâng. Đấy. Thế hiện tại là cái ruộng quất nhà mình đã có ai đặt chưa?
À chưa. Chưa. Hiện nay là khách của tôi hiện nay người ta mới báo về là cuối tháng này người ta mới về. Vâng. Đấy, khách của tôi là bán hàng năm là vẫn bán cho mấy ô tô này. Vâng vâng. Tức là khoảng cuối tháng này người ta về thăm là và quyết định. Dạ. Giờ là chưa có người đến lấy. Vâng. Ôi, các bạn có thể nhìn thấy cánh đồng ruộng quất của nhà bác rất là đẹp này. Tôi là Vũ Phương Lưỡng. Vâng. Đấy. Bác Vân Quỳnh Hồng. À dạ vâng. Xã Quỳnh Hồng. Dạ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cánh đồng ruộng quất của bác rất là đẹp. Nếu mà ai mà có nhu cầu mua đào quất để chơi Tết thì có thể liên hệ với bác Lưỡng đúng không ạ? Vâng, tôi vâng. Vũ Phương Lưỡng. Dạ, bác có thể cho cháu biết được số điện thoại không? Trong trường hợp ví dụ có, như khán giả của cháu mà có nhu cầu muốn mua đào quất thì có thể liên hệ với bác. Thế số điện thoại của tôi là 036 dạ. 5291 vâng. 795. Vâng, bác có thể đọc lại một lần nữa ạ. 036 036 5291 5291 795 795. Vâng vâng. Vâng, rồi ok, cảm ơn hai bác rất là vâng. nhiều. Vâng, bây giờ chúng ta có thể xuống men uống thì bây giờ quay đọc trên nó không đẹp đi dạ, men dạ. uống quay mới. Vâng. Đấy, cháu đi nước lên cái. Rồi cháu cảm ơn ạ. Để cháu dạo quanh một vòng cái đây. Đây. Cái ruộng đi đường này đi đường này thì quay vâng. từ đấy lên thế. Đấy, các bạn có thể thấy là hai bác nông dân là rất là chăm chỉ, đến bây giờ là khá là trưa rồi. Bây giờ là gần 12 giờ mà các bạn hai bác vẫn còn đang miệt mài để chuẩn bị cho chúng ta những cái cây đào và cây quất vào dịp Tết mà đẹp nhất. Đấy, thông tin thì bác vừa cung cấp cho chúng ta rồi, nên là nếu bạn nào mà có nhu cầu mua về đào quất thì có thể liên hệ với bác qua số điện thoại bác vừa cung cấp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên cái luống mà đào của bác nhá. Thì chúng ta vừa dạo qua một cái luống quất của nhà bác Lưỡng. Với cái nhỏ thì đối với những mà gia đình hoặc là công ty doanh nghiệp mà có nhu cầu mà thuê hoặc là mua cây quất to lớn thì ở nhà bác cũng có rất là nhiều. Đây các bạn nhìn cây rất là to, cao phải tầm 2 mét. Cây này mà chúng ta mua xong sau đó chúng ta lắp đèn nháy rồi trang trí vào thì khá là đẹp. Bác. Và đâm chồi quất này thì có thể là phục vụ cho dịp Tết năm sau. Wow. Ngào ngạt mùi hoa quất luôn. Thực sự tôi rất là thích cái cây quất này. Tuy nhiên thì Tết năm nay chúng ta không thể bên cạnh đào với quất thì người nông dân ở quê tôi có còn cung cấp các loại hoa nữa, hoa cúc. Đây các bạn có thể nhìn thấy cúc bắt đầu đâm bông rồi đây. Cúc vàng. Nhưng mà tôi đoán rằng cúc này thì không để đến Tết được, tại vì nở cũng khá là nhiều rồi. Chắc là khúc này để phục vụ cho vào ngày đầu lễ đầu tháng vậy rằm thôi. Còn đây là cúc ta này. Cúc này ngày trước vườn nhà tôi cũng rất là nhiều, bây giờ thì tôi không thấy nữa. Cúc trắng. À, xa xa thì tôi thấy có một ruộng cúc rồi. Có thể là cúc này mọi người đã chuẩn bị cho dịp Tết đây. Để mà đáp ứng được cái sự phát triển và sinh trưởng của cúc
cho dịp Tết thì các bạn có thể nhìn thấy người dân quê tôi lắp khá là nhiều bóng điện ở đây. Và ban ngày thì có ánh sáng mặt trời, còn ban đêm thì sẽ bật điện. Chỗ này sẽ như là một cái phim trường luôn, ảo lòi ra ấy. Nhìn này, cây cúc đã thoát thân được khoảng tầm nửa mét rồi. Thân khá là khỏe và thẳng. Bây giờ kỹ thuật canh tác ở quê tôi cũng khá là phát triển rồi, khá là hiện đại, update. Các bạn có thể thấy là mọi người xăng cả lưới này để cho cúc mọc vào ô của mình và giữ cho thân cúc không bị gãy hoặc dập do ảnh hưởng của gió. Để mà tăng thêm tính lãng mạn của cái ruộng quất thì các bác nông dân trang trí khá là cầu kỳ, trồng nguyên một dàn hoa mẫu đơn ở đây, nhìn khá là đẹp đúng không? Nhờ vào những cái mảnh quất và đào cung cấp vào dịp Tết mà đời sống của người dân quê tôi ngày càng khấm khá hơn. Các bạn có thể nhìn thấy này, có rất là nhiều ngôi nhà biệt thự được mọc lên. Xa xa tôi thấy có ba cái cây gì ấy, đang được cắt ghép trông khá là kỳ. Chúng ta thử ra xem cái đó là cái gì nhá. Hình như là hoa giấy các bạn. Wow, cây hoa giấy này đẹp chưa, nhỏ nhỏ xinh xinh này nè. Wow, có phải hoa giấy không ta? Ừ đúng rồi. Hoa giấy thật, nhìn đẹp nhở. Vâng, và tôi có hai trợ lý đi theo đây, hai trợ lý đeo khẩu trang. Trường trung học cơ sở Quỳnh Hồng. Hiện tại thì em vẫn chưa có người yêu. Ông ơi quay lại đây xem nào. Xấu hổ á, Long xấu hổ á. Tắt đi. Tắt đi. Ngoài cúc cây thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy cả cúc lùm nữa. Đây gọi là cúc lùm. Tôi nhớ năm ngoái là tôi cũng mua một cái lùm cúc như này 40.000, trồng vào một cái chậu vẹt, nở hoa rất là đẹp. Uầy,
quá trời to luôn. Không biết là bây giờ họ có bán luôn không nhỉ? Mình mua về xong là để đến Tết cho nó nở. Nhưng mà chỉ sợ không chăm được, về đến Tết thì nó ngoéo mất. Tôi cũng khá là trưa rồi, tôi xin phép dừng video ở đây. Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu mua về quất và đào để chơi Tết hoặc là kinh doanh thì có thể liên hệ theo nhà vườn của bác Nhưỡng, hoặc là chúng ta có thể trực tiếp đến đây để lựa chọn một cái cây ưng ý nhất nhé. Các bạn có thể search trên Google địa chỉ là làng La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thì chúng ta có thể tự ra nhìn ra. Bây giờ công nghệ cũng khá là tiện đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại, và đừng quên đăng ký kênh của tôi để mà nhận được những cái video hữu ích nhất về làng quê Việt Nam. Bye bye.